Hằng rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình chia sẻ kỳ này. Thưa quý vị, tuổi xế chiều thường phải đối mặt với nỗi cô đơn, nhất là khi một nửa yêu thương không còn bên mình, khi con cháu đã trưởng thành. Liệu có là quá muộn để bắt đầu cho một tình cảm lúc tóc đã bạc, tuổi thanh xuân đã qua? Tình cảm tuổi xế chiều thường gặp những rào cản nào từ nhiều phía khiến cho người trong cuộc cảm thấy ngại ngần và áp lực? Trong chương trình chia sẻ kỳ này với chủ đề tình cảm tuổi xế chiều liệu có quá khó, chuyên gia tư vấn tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai sẽ chia sẻ cùng với chúng ta về vấn đề vừa nêu. Hoàng Nga xin chào cô Mai ạ. Chào Hoàng Nga, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Trước khi đi vào chương trình thì Hoàng Nga mời cô Mai cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có nhu cầu hạnh phúc. Đặc biệt là tuổi già lại cần hơn sự chia sẻ, an ủi hay những tâm sự thường ngày mà con cháu không thể làm được vì khoảng cách thế hệ, tuổi tác, thời gian. Vì vậy, người già rất cần có một người bạn khác giới cùng thế hệ để có thể chia sẻ tình cảm, chăm lo cho nhau lúc trái nắng trở trời. Mong ước giản đơn như vậy, nhưng thực tế nếu con cháu không hiểu sẽ vô tình ngăn cấm, đẩy cha mẹ mình xuống vực sâu của sự cô đơn. Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Vì vậy, với những người ở tuổi xế chiều, khi họ đã không còn phải lo toan và bắt đầu thụ hưởng cuộc sống và tâm lý cô đơn bắt đầu xuất hiện, việc họ tìm đến việc tái hôn trong những ngày cuối đời cũng là điều dễ hiểu. Hơn thế, để con cái, gia đình và xã hội chấp nhận việc tái hôn đối với những người già đã khó, nhưng khi đã đến được với nhau thì họ cũng phải đối diện với chính bản thân mình. Khi mà hai người già về sống với nhau, họ sẽ phải điều chỉnh từ tính cách cho tới lối sống để có được sự phù hợp. Tình yêu ở tuổi nào cũng quan trọng. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có ít nhiều sự thay đổi. Nếu tuổi trẻ yêu với sự nồng nhiệt, với khát khao khám phá, với sự hồn nhiên trong trẻo của tuổi thanh xuân, thì tình yêu tuổi xế chiều lại là một sự nghiêm túc để giúp những người lớn tuổi bớt nỗi cô đơn trên hành trình phía trước. Thưa cô Mai ạ, thường thì khi tuổi già, khi mà con cháu đã trưởng thành hết rồi thì thường là mọi người sẽ có cái khoảng thời gian an yên. Nhưng mà đây cũng là cái khoảng thời gian mà những người lớn tuổi thường phải đối mặt với cái nỗi cô đơn, nhất là đối với những cái trường hợp mà bạn đời của họ không còn nữa, đúng không cô? Vậy thì để mà có một người bạn tâm giao cùng chia sẻ vui buồn để vơi bớt cô đơn quạnh quẽ thì đây hoàn toàn Hoàng Nga nghĩ rằng là đây cũng là một nhu cầu rất là chính đáng, đúng không cô? Thực ra Hoàng Nga đặt vấn đề là đôi vợ chồng có tuổi mà còn thì không nói gì. Nó đỡ hơn cô. Nhưng mà đây là một người còn, một người đã mất. Rồi thậm chí cũng có những trường hợp cá biệt đó là vợ chồng ly hôn ở cái tuổi xế chiều. Thì cho dẫu là hoàn cảnh nào mà hễ cứ gọi là người cô độc đó thì cũng không vui bao giờ. Hai vợ chồng khi còn đôi còn cặp đó, đôi lúc cũng có những cái sự cãi vã, có sự không vui. Nhưng nó lại là một cái cung bậc khác của cuộc sống. Nhưng về cái tuổi xế chiều mà chỉ còn một mình, mà đặc biệt là không ở chung với con cái, hoặc là ở chung với con cái nhưng mà ban ngày con cái đi làm, cháu đi học, thì cũng vô cùng quạnh quẽ. Cho nên Hoàng Nga thấy rằng là thỉnh thoảng nếu mà có cái dịp mà đi ra công viên hoặc là đến những cái chỗ mà sinh hoạt cộng đồng đó, thì thấy các cụ có những cái gọi là tụ tập thì còn thấy còn hơi vui vui, có những cái cảm xúc cũng được chia sẻ. Nhưng nếu các cụ cứ đóng cửa trong nhà, đặc biệt ở đời sống thành thị thì cũng rất lo ngại, vì chúng ta giống như là trong cái hộp vậy. Còn các cụ mà ở nông thôn đó, thì còn có chỗ đi ra đi vào, cho nên là có hàng xóm láng giềng thì nó cũng có những cái gọi là ấm áp một chút. Nhưng nói cho cùng ra, đó là con người thì thích được yêu thương, được quan tâm. Nhưng đến cái tuổi đó rồi thì hầu như chúng ta trống vắng. Và đó chính là một vấn nạn của cái tuổi xế chiều mà phải sống một mình. Thưa cô ạ, có những cái ý kiến cho rằng là tình cảm ở tuổi xế chiều thì chắc chắn là gặp những cái rào cản rất là lớn. Thứ nhất là về tuổi tác, về sức khỏe, về con cái, rồi định kiến xã hội. Thậm chí ở trong gia đình ấy, mọi người còn lo là họ đến không phải vì tình cảm, có thể là trong những cái trường hợp mà người ta có gia sản lớn thì đó cũng là những cái rào cản đối với cái chuyện tình cảm của những người lớn tuổi.
Mà nghe liệt kê ra thì có bao nhiêu thứ thì nó là đều là rào cản cả. Nhưng cái quan trọng nhất á, nếu mà mình nghĩ cái thời tuổi trẻ con cái bắt đầu đến với chuyện yêu đương thì cha mẹ hay là cái người mà dựng nên những cái rào cản. Bây giờ đến cái tuổi xế chiều thì ngược lại con cháu lại trở thành cái rào cản của bố mẹ. Chính vì vậy cho nên á, là cái người ở tuổi xế chiều cần phải hiểu mình, biết mình mong muốn điều gì. Và đôi khi đó mình lắng nghe con cái, các thành viên trong gia đình, nhưng quyết định vẫn là ở những người có tuổi. Bởi vì sao? Vì cả một đời đã gọi như là lo lắng hết cho các thành viên trong gia đình rồi. Rồi bây giờ thậm chí có những trường hợp mà chúng ta thấy rằng họ ở một cái vị thế là con cái thành đạt nhưng đều ở xa. Thế nhưng bây giờ mà ông muốn đi bước nữa hoặc bà muốn đi bước nữa thì ai cũng phản đối. Thế thì trong trường hợp này tôi nghĩ rằng cái quyền tự quyết của cái người trong gia đình, người có tuổi đó vẫn được tôn trọng, và tôi vẫn ủng hộ những người có tuổi mà khi họ gãy gánh giữa đường đó, họ tìm đến nhau như là một cái đôi bạn. Và tình yêu bây giờ nó cũng sôi nổi như thời tuổi trẻ. Đúng như Hoàng Nga nói rằng là đôi khi nói nó cũng còn chưa rõ mà yếu rồi. Thế bây giờ người ta cần cái gì ở nhau? Người ta cần cái sự chia sẻ, cái sự đồng cảm, cái nói câu chuyện qua lại và cái sự quan tâm. Điều mà con cháu đó không làm hết được. Có làm nhưng không làm hết được. Bởi vì ai cũng có cái sinh hoạt của người đó. Cho nên đấy chính là cái mà người ta gọi là có một cái sự hỗ trợ, một cái sự bù trừ để cho cái người lớn tuổi trong gia đình, đó là bố hoặc mẹ mình nói chung, là yên tâm để mà có một cái sự thanh thản về cái lúc tuổi xế chiều. Và có một cái vấn đề nữa đó là thường là con cái ở trong gia đình ấy thì lại nói rằng là những người lớn tuổi rồi thì khó có thể thay đổi được mình để mà có hòa hợp với lại nửa kia, nên là cũng có, đó là cũng là một cái lý do để có thể là không chấp nhận cái chuyện mà tình cảm đó. Tôi hiểu những người trẻ, họ tự họ suy ra cho bản thân họ thay đổi cũng đâu có được. Thế nhưng ở đây không phải là sự thay đổi, nhưng có một thứ nhiệm màu, đó là yêu thương. Khi họ yêu thương nhau, tự nhiên họ sẽ thay đổi để họ hòa hợp với nhau. Và dĩ nhiên nếu họ không hòa hợp thì họ đâu có đến với nhau. Bởi vì tới cái tuổi mà có tuổi rồi thì họ không có phải là cái người sốc nổi, là cái người nay quen mai thôi. Mà là gì? Họ là cái sự suy nghĩ rồi. Tóm lại là lúc nào mình cũng đúng. Nhưng mà thực sự thì thực tế nó không phải là như vậy. Cho nên nói gì thì nói, tôi nghĩ rằng tôn ti trật tự trong nhà vẫn phải tôn trọng. Nếu như bố mẹ đã suy nghĩ kỹ thì hãy tôn trọng để cho bố mẹ được sống nốt cái quãng đời còn lại một cách an vui, tại sao không? Dạ. Vậy thì thưa cô ạ, ngoài cái rào cản từ phía con cái về gia đình, rồi định kiến xã hội khi mà người lớn tuổi muốn bước thêm bước nữa, thì người lớn tuổi muốn có một cái chuyện tình yêu trong cái tuổi xế chiều như vậy thì họ còn gặp phải những cái khó khăn nào nữa không ạ? Và Nga có đặt vấn đề đó, một trong những điều mà người ta sợ nhất đó là sợ chia gia sản. Thực ra thì cái tuổi đó thì ai cũng có hết á, người thì mảnh vườn, người thì cái nhà to nhỏ không quan trọng. Nhưng mà con cháu cứ sợ là lấy rồi về, rồi ông về nhà bà, rồi bà về nhà ông, rồi vườn tược, rồi sản nghiệp như thế nào. Thực ra đó thì cái điều đó nó không quá khó, bởi vì khi chết thì không mang theo cái gì hết. Vấn đề quan trọng là lo cho người sống cái thời gian này họ sẽ đạt được cái gì trong cái đời sống tinh thần của họ, họ có được an vui không. Và cái điều quan trọng nhất mà Hoàng Nga nhớ rằng quý vị cũng thấy đó là cái người mà sống vui bao giờ cũng sống khỏe. Mà sống khỏe tức là kéo dài được tuổi thọ. Cho nên ở đây đó đã có những cái trường hợp họ đã chứng minh cho con cái thấy rằng là chúng tôi đến với nhau không phải vì tài sản. Cho nên là nhà ai nấy ở. Ban ngày con cháu đi học đi làm thì ông sang chăm bà sang chăm ông. Nay sang nhà này, mai sang nhà khác. Cuối cùng tối ai về nhà nấy. Đó cũng là một cách tôi đã thấy ở thành thị. Rồi một thời gian sau thì con cái lại thấy vậy, nó thấy thương quá thì lại thôi, tùy ông thôi, ông thích ở bên bà thì ở, mà bà thích về bên ông cũng được. Tức là lúc này họ họ sống nó gọi là có những cái gọi là khi mà họ gặp nhau và họ thấy có cái sự phù hợp rồi đó, họ an ủi nhau qua cái lúc tuổi già thì họ sống hình như là họ vượt qua những cái tầm thường rồi, họ không có để ý tới những khác. Bởi vì Hoàng Nga thấy những người có tuổi ăn nó có bao nhiêu, cho nên cuộc sống của họ nó bình thường lắm. Và cái điều quan trọng là nếu như chúng ta không có chọn cái giải pháp như các vị như vậy thì chúng ta cần có cái thời gian để con cái làm quen với cái đối tượng mà mình định sống chung, mình định đi bước nữa, để cho con cái có cái thời gian
để làm quen, rồi cũng thấy rằng là bác này hoặc cô này hoặc chú này dễ thương, phù hợp, và đặc biệt là bố mình hoặc là mẹ mình từ ngày có chú ấy cô ấy thì vui hẳn ra. Dạ. Và thấy cụ sống cụ có nên là có sinh khí năng động hơn. Dạ. Thì tại sao lại không vun vén bà? Thế trong khi đó thì các cụ thì có những cụ thì vui vẻ, có những cụ bà thì không cần thiết. Dạ. Thế thì mình phải tôn trọng cái lựa chọn là tôi độc thân, tôi không thích ở, nhưng tôi không cô độc, tôi không cô đơn, là vì tôi chọn cái cách sống như vậy. Nhưng còn có những người thì thực sự có nhu cầu, đặc biệt là những cụ cao tuổi mà có bệnh nền. Thế thì người ta sẽ bảo trời ạ, nếu như đến với nhau để mà vui vẻ, để mà sung sướng, chứ đến với nhau mà để mà chăm sóc nhau như vậy thì khổ quá. Mà không, nhưng mà người ta lại thấy trong cái khổ ta có cái vui. Dạ. Là người ta gọi là hù hỉ với nhau. Thì cái đấy là sự chọn lựa. Và tôi cho đó là cái ý nghĩa nhân văn của cái việc mà những người có tuổi họ tìm đến với nhau. Thế thì nhiều cái tranh luận, nhiều cái biện luận về cái vấn đề là tuổi xế chiều có nên đi bước nữa hay không, hay thôi là cứ ở vậy đi cho nó mang tiếng là trung trinh tiết liệt. Thì đấy là những cái quan niệm riêng của mỗi người. Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi thấy cuộc sống nó ngắn ngủi lắm. Và dĩ nhiên mình luôn luôn ích kỷ, nghĩ rằng là liệu bố mình, mẹ mình đi bước nữa thì có còn nhớ đến bố mẹ mình đã quá cố hay không. Yeah. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng cái người mất đi đã mất, bởi vì đó là thì quá khứ, và quá khứ cần được trân trọng, nhưng thì hiện tại cũng rất cần. Yeah. Cho nên quãng đời của mình, mỗi một khoảnh khắc cuộc đời là một giá trị riêng. Vì vậy cho nên chúng ta không khô cứng để đóng khung nó là bên nào nhẹ, bên nào nặng, mà cái quan trọng nhất là cho cái người cha, người mẹ của mình được an yên cái tuổi xế chiều. Dạ vâng. Rõ ràng theo quy luật thì thời gian trôi qua thì ai cũng đến tuổi già, có khi là sau này để đến mình thì già, dạ vâng, yếu. Thì vâng, thì trong trường hợp nào thì mình cũng cần cái sự gọi là cảm thông, rồi chia sẻ. Lắng nghe, vâng, rồi tôn trọng nữa. Đặc biệt là con cái là phải tôn trọng quyết định của bố mẹ, và quan trọng hơn hết đó, Hoàng Nga thấy rằng là phải đặt cái tình yêu thương của mình dành cho bố mẹ là trên hết, đúng không cô? Thực ra thì tất cả mọi người trong các thành viên trong gia đình đều có quyền góp ý, dạ, đều có quyền có ý kiến, cái đó là tự do mà. Nhưng hãy nhớ rằng điều quyết định sau cùng vẫn thuộc về người trong cuộc, dạ, và chúng ta phải tôn trọng cái người mà đưa ra quyết định đó. Xin cảm ơn chia sẻ của cô Mai. Thưa quý vị, theo thời gian thì mỗi chúng ta ai rồi cũng phải đến lúc ở tuổi xế chiều. Vì vậy mà nếu là bậc con cái thì hãy lắng nghe và cảm thông hơn với những người cao tuổi, với cha mẹ của mình, biết tôn trọng tình cảm và không nên quá khắt khe với ông bà, cha mẹ trong vấn đề này. Chúng ta hãy động viên tinh thần và có những cái nhìn nhận khách quan thoáng hơn để mà ông bà, cha mẹ của chúng ta có thể tìm được người bạn tri âm trong những năm tháng tuổi già. Bởi vì tình yêu luôn là điều đáng trân trọng, là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người chúng ta. Vì vậy mà hãy mở lòng để mọi người quanh ta đều được sống vui, sống hạnh phúc với tình yêu mà họ lựa chọn. Đây cũng chính là thông điệp mà chương trình chia sẻ hôm nay muốn gửi đến quý vị. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Mai. Và bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tiếp tục với những lá thư của quý vị khán giả. Chương trình xin chuyển đến cô Mai thư của một khán giả tên là Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thư viết như sau: chào chương trình và chào cô Mai, tôi năm nay 62 tuổi. Trước đây tôi có một gia đình không hạnh phúc. Vợ tôi đã bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại cho tôi đứa con trai 2 tuổi. Vừa buồn vừa hận nên đã không nghĩ đến kết hôn lần nữa, và tôi ở vậy nuôi con cho đến nay. Bây giờ thì tôi đã có cháu nội. Nhưng thời gian gần đây thì tôi có quen một cô gái, chúng tôi là hàng xóm của nhau nhiều năm, và cô ấy cũng 40 tuổi. Chồng của cô ấy thì mất vì tai nạn giao thông cũng đã 10 năm rồi. Cô ấy ở vậy nuôi con, vì tôi hay qua giúp đỡ mẹ con cô ấy sửa chữa những đồ ở trong nhà, lâu dần thì tình cảm của chúng tôi phát triển. Con trai tôi thì có nhà riêng nên không có ở với tôi. Sau thời gian qua lại, cô ấy tình nguyện nấu cơm cho tôi ăn, vì thấy tôi vất vả lủi hủi có một mình. Gần đây thì con trai tôi biết được là tôi quen cô ấy nên ra sức ngăn cản. Cháu thì nói rằng là ba làm như vậy sao con có thể ăn nói với ba mẹ vợ con được. Thôi, ba đừng có qua lại với cô ấy nữa. Nếu mà ba còn qua lại với cô ấy thì vợ chồng con sẽ không có về thăm ba nữa. Từ ngày con trai tôi phản đối mối quan hệ của chúng tôi cũng hạn chế qua lại và cũng không có ăn cơm bên nhà cô ấy nữa.
Cô ấy có hỏi vì sao, nhưng mà tôi không có nói rõ lý do cho cô ấy biết, vì tôi sợ cô ấy buồn. Tôi cảm thấy rất là buồn khi mà con trai của tôi không hiểu tôi cô đơn và trống trải như thế nào khi phải rời xa cô ấy. Liệu tôi có nên nói cho cô ấy biết và nói rõ với con trai của mình để bảo vệ tình cảm của mình hay không? Tôi làm như vậy thì có ích kỷ lắm hay không? Mong cô Mai cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn cô Mai và cảm ơn chương trình. Chào anh. Thực ra thì chúng tôi nghe tâm sự của anh, chắc chắn là những người đồng cảnh ngộ với anh thì cũng có rất nhiều cái chia sẻ và cảm thông với anh. Tôi chỉ chia sẻ vắn tắt mấy điều. Một là anh đã lo cho các cháu vượt qua cái nghịch cảnh, bây giờ cháu đã có nơi có chỗ rồi. Điều quan trọng là sau một thời gian, anh tìm thấy một cái sự tương đồng giữa cái người hàng xóm và cô ấy cũng đã hóa chồng từ lâu. Đây là cái sự may mắn đồng điệu mà mình có được. Và anh đang có một cái sự chia sẻ, quan tâm chăm sóc một cách rất đầm ấm, tức là cái mái ấm mà từ lâu anh không có được. Đấy là một cái hạnh phúc mà anh đang được hưởng. Vấn đề quan trọng ở đây, chúng ta đang có thông gia, rồi có con. Trước hết mình sẽ nói về thông gia. Dù gì thì chúng ta cũng đã lớn rồi, cho nên anh chủ động mình trò chuyện với thông gia đến thăm và nói rõ cái ý định là mình sẽ đi bước nữa. Với cái người như thế nào thì có sao mình nói vậy. Và hoàn cảnh ở đây thì trai, nghĩa là người thì không có vợ từ lâu, còn người thì quá chồng mà cũng cả chục năm rồi, thì mình cứ nói rõ cái hoàn cảnh như thế và cũng là hàng xóm của nhau. Thế thì mình nói với thông gia ở đây là một sự thông báo chứ không phải để xin phép. Mình thông báo cho thông gia là cái suy nghĩ của mình như vậy. Như vậy thì đối với những người có tuổi, họ dễ dàng có những sự đồng cảm với anh, và có thể chính họ sẽ là cái cầu nối để cho cha con anh đừng có bất hòa. Và nữa thì con gái họ là con dâu của anh. Nếu như anh được người phụ nữ chăm sóc tốt thì con dâu cũng an lòng với bố chồng. Bởi vì các cháu càng hạnh phúc thì các cháu lại lo lắng cho bố ở thui thủi một mình. Cho nên hãy trực tiếp đặt vấn đề với thông gia và nhờ thông gia nói giúp cho các con. Còn anh đừng sợ. Nếu như thông gia không đồng ý, nếu như con cái không về thăm, không sao cả. Miễn là quyết định của anh đứng đắn. Bởi vì rõ ràng ở đây anh tiến hành cái việc sống chung, nó danh chính ngôn thuận, hợp với pháp luật, thì không ai có thể có điều tiếng gì. Và nữa, cả một cuộc đời tuổi trẻ anh đã hy sinh. Bây giờ anh có quyền đưa ra một quyết định phù hợp nhất để trong những năm tháng cuối đời anh sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Đó là đáp án để trả lời tốt nhất cho các con của anh. Chúc anh thành công nhé. Tiếp theo xin chuyển đến cô Mai lời tâm sự của một khán giả nữ xin được giấu tên ở tỉnh Bình Dương với nội dung như sau. Chào chương trình, chào cô Mai. Ba mẹ cháu ly hôn khi cháu được 5 tuổi. Cháu sống cùng mẹ từ đó và ba cháu thì đã có gia đình khác. Hiện nay cháu đã lập gia đình và sống cùng mẹ. Nhưng mà gần đây thì mẹ cháu tâm sự là mẹ muốn kết hôn lần nữa. Mẹ cháu thì năm nay đã 57 tuổi rồi. Người mà mẹ cháu kết hôn là bạn cũ của ba cháu. Chú này thì đã quá vợ nhiều năm và sống cùng với con trai. Cháu không muốn mẹ kết hôn vì giờ mẹ cháu đã lớn tuổi và đã làm xui. Họ hàng nhà cháu thì nói là mẹ cháu có con cháu đệ về còn lấy chồng làm gì nữa. Cứ lời ra tiếng vào làm cháu cảm thấy xấu hổ. Phần vì cháu sợ mẹ cháu sẽ khổ khi về sống chung cùng gia đình chú ấy. Nên cháu đã khuyên can và không ủng hộ việc mẹ cháu đi bước nữa. Mẹ cháu không nói gì nhưng mà bà rất là buồn. Cháu không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Hay là cháu lại quá ích kỷ giữ mẹ cho riêng mình. Liệu cháu có nên ủng hộ cuộc hôn nhân của mẹ cháu hay không? Cháu mong nhận được lời khuyên từ cô Mai. Và Nga thấy rằng là một cái điều rất dễ hiểu là bạn gái gửi thư về cho chương trình ấy, nếu như bạn ấy cảm thấy quyết định của bạn ấy đúng thì bạn sẽ không có bối rối, lo lắng như thế này. Đây là một người con gái rất là tốt. Cho nên là cô chào con. Và thực ra thì con biết đấy là mẹ con đã sống hết một cái cuộc đời tươi đẹp của một người phụ nữ. Chắc là thời tuổi trẻ mẹ con cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy nhiên thì hy sinh hết để ở vậy nuôi con. Và bây giờ con đã có gia đình riêng, có cái tổ ấm của mình. Và cái quan trọng nhất là mẹ thấy cần có một cái tổ ấm cho riêng mình. Khi mà cô trao đổi với chị Hoàng Nga, tức là cô nói rằng nếu con quyết định đúng thì con đã không gọi cho chương trình. Con cảm thấy có một cái gì đó nó không cam lòng.
Mẹ thì không có phản ứng dữ dội nhưng mẹ buồn. Con muốn nhìn mẹ buồn hay mẹ vui? Người vui thì mới khỏe, người khỏe mới sống lâu. Con không muốn chia sẻ tình cảm của mẹ với con, nhưng mẹ phải sống lâu thì con mới có mẹ để mà trọn vẹn chứ. Bây giờ nếu như mà mẹ không có giữ được sức khỏe rồi mẹ bệnh, lúc đó con buồn hay con vui? Con nêu ra một cái dư luận là mọi người nói làm con xấu hổ, con mắc cỡ. Mẹ con đã làm gì sai mà con xấu hổ? Mẹ con không làm gì cả. Mẹ con là một người phụ nữ độc thân, người kia cũng là một người đàn ông độc thân, lại còn là bạn cũ của ba con nữa, tức là ít nhiều cũng có hiểu biết về nhau. Vấn đề quan trọng là cái tổ chức sau này, nếu như mà con đồng ý thì mẹ vui, mẹ yên lòng để mẹ đi bước nữa. Và như vậy, khi mà mẹ đi bước nữa như vậy thì cái tổ chức sống ở đâu, sống như thế nào cho nó phù hợp thì là chuyện của mẹ và bác ấy, chứ không phải là chuyện của con. Cho nên con đừng có nghe người ta nói ra nói vào, rồi cuối cùng là con không nghe người quan trọng nhất là mẹ con, người đã hy sinh cho con. Cô mong rằng là mẹ và con gái, cô hay nói trên đời này không có gì quý bằng mẹ và con gái. Cái sự gần gũi, cái sự khó tả lắm. Và chính vì vậy cho nên con hãy tô đắp cho cái tình cảm này. Cái điều quan trọng nhất là cái gọi là cái tình cảm giữa mẹ con không có bị rạn nứt, mà mẹ con cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, còn con cũng cảm thấy yên lòng. Và nữa, con cũng phải lưu ý là chồng con đang sống với mẹ, tức là làm rể, con cũng cần bàn bạc hội ý với chồng, biết đâu chính chồng con lại là người ủng hộ mẹ đi bước nữa để cho mẹ sống yên vui hạnh phúc và các con cũng cảm thấy ấm lòng. Đó là đạo làm con. Chào con. Xin cảm ơn những chia sẻ và gợi ý vừa rồi của cô Mai. Bạn thân mến, mong rằng là qua những chia sẻ vừa rồi của cô Mai á, thì bạn sẽ hiểu và cảm thông cho mẹ của mình, cũng như là có câu trả lời cho chính mình về việc là ủng hộ hay không chuyện tình cảm của mẹ mình bạn nhé. Chúc bạn vui khỏe cũng như là hạnh phúc cùng với cả gia đình của mình. Thân mến, chào bạn. Xin cảm ơn những chia sẻ của cô Mai. Thưa quý vị, phần tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chia sẻ kỳ này. Để chương trình ngày một có ý nghĩa thiết thực hơn thì mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ chương trình chia sẻ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hộp thư thoại số 02543717733 hoặc địa chỉ email là chuyên đề brt2016a@gmail.com. Một lần nữa Hoàng Nga xin được cảm ơn cô Mai đã cùng cộng tác với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.